khoảnh khắc đau lòng nhất tháng. Biết trách ai đây? Casper, điều hòa chuẩn Thái Lan. Với công nghệ iSaving tiết kiệm điện đến từng đồng cho bạn dùng điều hòa cả đêm với tiền điện chỉ từ 4.000 đồng. Casper, điều hòa chuẩn Thái Lan cho giấc ngủ êm tới sáng.